Xin được chào tất cả các bạn. Cô là Thanh Hà, hiện tại thì đang là giáo viên giảng dạy tiếng Trung. Thế thì ngày hôm nay cô xin phép được dành một chút thời gian để chia sẻ với các bạn một chút về tất cả các khóa học và cái lộ trình học cũng như là các cái giáo trình mà cô sẽ sử dụng trong quá trình giảng dạy của mình khi mà các bạn tới tham dự các khóa học ở đây. Thì do là các bạn cũng hết sức thông cảm là thực sự cô khá là bận ấy, nên là nhiều khi các bạn nhắn tin hay là hỏi thì có thể là cô sẽ không thể mà chia sẻ hết hay là giải thích hoặc là trả lời được hết tất cả những câu hỏi hoặc là những cái thắc mắc. Thế nên là cô đã quay một cái video ngày hôm nay với hy vọng là sau tất cả những cái chia sẻ ngày hôm nay thì trước khi các bạn đăng ký khóa học thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể nhất và hiểu rõ hơn về cái lộ trình học, khóa học cũng như là tài liệu khi mà đến với trước khi mà chúng ta đăng ký khóa học tại đây. Thì rất là mong các bạn có thể hoan hỉ và chúng ta dành một ít phút thời gian để mình lắng nghe cái video này và cô tin rằng là sau khi mà chúng ta nghe xong những cái video này xong thì các bạn sẽ có những cái lời giải đáp cho tất cả những cái thắc mắc mà trước khi chúng ta quyết định đăng ký học của bên cô nhé. Thế thì trước hết là cô xin được giải thích qua về cái lộ trình học. Thế thì ở bên cô sẽ đào tạo theo một cái lộ trình rất là bài bản, chứ cô không dạy theo kiểu là cấp tốc hay là kiểu học bồi những cái câu giao tiếp kiểu tiếng bồi nói kiểu trong đời sống không đâu. Ở đây cô sẽ dạy đào tạo theo một lộ trình rất là bài bản và thường sẽ là áp theo khung của chương trình HSK. Thế thì các bạn sẽ không biết, các bạn sẽ thắc mắc là HSK là cái gì đúng không ạ? Thì mình cứ hiểu nôm na là HSK là một cái khung chương trình để đánh giá cái khả năng tiếng Trung của các bạn và nó sẽ có giá trị quốc tế nhé, có giá trị quốc tế, tức là các bạn khi mà nếu như sau này các bạn học và các bạn thi được cái chứng chỉ HSK, cái khung HSK này thì cái giá trị cái bằng HSK này, cái chứng nhận HSK này của các bạn sẽ có giá trị trên toàn thế giới, tức là tất cả những đất nước nào mà có sử dụng đến tiếng Trung thì cái chứng chỉ này của bạn đều có giá trị, các bạn hình dung chưa? Đó, thì hiện tại bây giờ ở bên cô là đang đào tạo theo cái áp theo cái khung chương trình này. Thế thì hiện tại bây giờ HSK là nó đang có 6 cấp. Theo cái cấp hiện hành bây giờ là có 6 cấp. Nó sẽ phân từ HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5 và HSK 6. Thế thì tùy vào nhu cầu và năng lực học của từng bạn. Thế do ở đây thì chúng ta không phải là những cái lớp mà kiểu dạng sinh viên chính quy hay là chuyên ngành mà chúng ta bắt buộc là phải đầu ra là phải bao nhiêu đúng không ạ? Thì cái này tùy thuộc vào cái nhu cầu mà mong muốn của các bạn muốn học đến trình độ nào thôi, và tùy thuộc vào cả cái năng lực nữa. Không phải là ví dụ các bạn có năng lực học càng cao thì càng tốt đúng không ạ? Kiến thức thì nó rất là vô cùng thôi, thì cũng không nói là chúng ta phải học hết cấp mấy hay cấp mấy, nhưng mà thông thường nhé, thông thường theo cái lộ trình chung nhất thì để mà có thể gọi là các bạn sẽ hỏi là khoảng bao nhiêu hoặc là bao lâu hoặc là em đạt đến trình độ nào thì em có thể là đi làm được đúng không ạ? Đó, thì cái việc mà đi làm ấy nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, nó còn phụ thuộc vào cái chuyên ngành của các bạn làm sau này nữa. Thì thông thường cũng sẽ đưa ra một cái mức chung nhất thôi, đó là đa phần các bạn khi mà học ngôn ngữ ấy, đối với tiếng Trung thì thông thường là ít nhất các bạn sẽ phải đạt được cái mức gọi là trung bình. Vậy thì cái mức trung bình ở đây nó khoảng bao nhiêu? Đó chính là khoảng HSK 4 nhá, HSK 4. Đấy, thì các bạn cứ để ý những cái mà bảng là tin mà người ta tuyển dụng ấy, khi mà yêu cầu nhân viên phải biết tiếng Trung ấy, thì thông thường nó sẽ có một cái điều kiện, đó là tiếng Trung nghe nói đọc viết và yêu cầu từ HSK 4 trở lên. Đấy, thì thường người ta sẽ áp cái khung gọi là trung, cái mức trung bình nhất như thế để cho các bạn để gọi là đánh giá cái khả năng đầu vào. Còn tất nhiên là khi vào làm rồi thì chúng ta còn phải học thêm nhiều cái nữa đúng không ạ? Đó, thì ở đây cũng thế, cô sẽ đào tạo hiện tại bây giờ thì đa phần là tất cả các khóa học là sẽ các bạn sẽ đào tạo từ HSK 1, tức là từ con số 0 cho người mới bắt đầu, và sau đó là mình sẽ học theo, học lên dần đến thông thường là đến khoảng tổng độ trình độ HSK 4. Thế thì sau khi kết thúc HSK 4 xong thì bạn nào nếu như mà là sinh viên hoặc là học sinh, các bạn muốn có nhu cầu du học và các bạn muốn học theo kiểu là cao hơn nữa thì mình có thể tham dự các khóa học HSK 5 hoặc là HSK 6. Đấy là tùy nhu cầu của chúng ta. Thế còn thông thường ấy, các bạn học đến học của cô ở đây thì đa phần bây giờ 95% là các bạn người đi làm rồi, thì thông thường là chúng ta cũng thường là các bạn sẽ học đến mức khoảng tổng độ HSK 4. HSK 4 là cái mức rất là trung rồi, để các bạn có thể nghe nói đọc viết những cái gọi là khá là cơ bản trong cuộc sống thôi. Tất cả các chủ đề trong đời sống, những lĩnh vực trong đời sống là hầu hết là các bạn có thể giao tiếp được, nói được và đọc được rồi. Đó. Thì sau khi mà học xong HSK 4 đối với những bạn đi làm ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái khóa học hoặc là những cái kiến thức mà liên quan đến chuyên ngành. Cụ thể ví dụ chẳng hạn có những bạn đang làm về bên xuất nhập khẩu thì các bạn sẽ phải tìm hiểu thêm các từ vựng chuyên ngành về xuất nhập khẩu đúng không ạ? Hay là các bạn làm về bên nhân sự thì các bạn lại phải tìm hiểu thêm các từ vựng về nhân sự, thì lúc đó thì cô sẽ có những cái giáo trình, những cái tài liệu hoặc là những cái khóa học mà liên quan đến kiểu dạng là tiếng Trung văn phòng nhà xưởng, tiếng Trung dành cho người đi làm. Đó, thì bạn nào mà không muốn học theo kiểu HSK 5-6 là những cái nó rất là chuyên sâu, kiểu nặng như là nó rất là học thuật ấy, đó thì mình sẽ tham dự những cái khóa học dành cho người đi làm sau đó. Nhưng mà trước khi tiền đề để dạy những cái khóa học dành cho người đi làm đấy thì bắt buộc các bạn cũng phải đạt được ít nhất là mức tầm độ HSK 3 hoặc HSK 4 thì các bạn mới có đủ cái năng lực để mình có thể học những cái kiến
thức về chuyên ngành trong công ty như thế, được chưa? Chứ không phải là tự dưng mà vào chúng ta sẽ học luôn những cái từ chuyên ngành như thế được nhá. Đó thì chúng ta sẽ hiểu qua về cái lộ trình ở bên cô là như vậy. Như vậy sẽ là đào tạo từ mới bắt đầu này, tức là HSK1, và sau đó là HSK2, HSK3, HSK4. Sau HSK4 thì các bạn có thể là học HSK5, 6, hoặc là đi du học, hoặc là các bạn sẽ tham dự những cái khóa học chuyên ngành về từ vựng nhà xưởng, công ty nhà xưởng, được chưa? Đấy, thì đấy là thứ nhất là về cái khung chương trình học là như thế. Thế còn thứ hai là về cái thời gian học của bên cô thì nó sẽ dao động khoảng từ độ 8 tháng cho đến 1 năm, với cái mức là các bạn hoàn thành xong chương trình HSK4 thôi nhá. Đấy, thì cô lấy cái mức chung thôi thì các bạn sẽ phải mất khoảng tầm từ 8 tháng đến 1 năm, tùy thuộc vào cái số lượng và tần suất học của các bạn, xem là các bạn tham dự cái lớp học đấy cô tổ chức là tuần 3 buổi hay là tuần 2 buổi. Thì thông thường ở bên cô ấy, đối với những cái lớp học buổi sáng, tức là học ban ngày, thì thường các bạn sẽ học một tuần 3 buổi. Đó, thì còn đối với lớp buổi tối thì thường là sẽ chỉ học một tuần 2 buổi thôi, bởi vì lớp buổi tối thì đa phần là 90% là các bạn đi làm, kể cả là học sinh thì các bạn cũng ban ngày các bạn phải đi học ấy. Thế cho nên là chúng ta không có nhiều thời gian để mà mình có thể học được dày buổi, vì học ở đây mình không phải là chạy theo số lượng mà mình phải học chạy theo chất lượng, tức là các bạn phải nhớ được từ. Nên là mà muốn nhớ được từ thì chúng ta cần phải có thời gian để chúng ta trau dồi và chúng ta ôn luyện nữa, nên là không thể học theo kiểu là cấp tốc nhiều buổi như thế được. Học thì nếu mà học với cái kiểu như vậy, các bạn sẽ kiểu theo kiểu là cưỡi ngựa xem hoa thôi, bạn sẽ không thể nhớ và không vận dụng được đâu. Và cô đã dạy rất nhiều rồi, dạy đến hàng nghìn mạng rồi, nên là ban đầu ấy chúng ta rất hay có cái tâm lý là em phải học thật nhanh, học cấp tốc hay là gì đó, đúng không? Nhưng khi vào học rồi các bạn mới thấy được là gì ạ? Có dạy cấp tốc cho các bạn, dạy nhanh cho các bạn cũng không thể học được. Thế cho nên là chúng ta cứ học bình tĩnh thôi nhá. Dục tốc thì bất đạt, chắc chắn chúng ta sẽ không có kết quả cao nếu như mà chúng ta vừa đi làm mà chúng ta vừa đi học và chúng ta học với tần suất nhiều như vậy thì không thể học được đâu. Đó, thế cho nên là đa phần ở đây thì cô sẽ chỉ dạy các cái lớp buổi tối là một tuần 2 buổi thôi. Chúng ta còn gia đình, con cái, công việc, học hành rất là nhiều thứ nên là không thể nào mà tập trung vào học với cái tuần rất nhiều được. Nhưng mà lớp ban ngày thì sẽ học nhanh hơn một chút, các bạn sẽ học với một tuần là 3 buổi dành cho những cái bạn mà các bạn có thể là đang nghỉ làm này, đúng không? Mình cần phải học nhanh hơn một chút thì ok, cô sẽ dạy một tuần 3 buổi, các bạn sẽ có nhiều thời gian hơn thì mình sẽ học một tuần 3 buổi. Thế thì đối với lớp ban ngày thì thông thường mình sẽ phải mất khoảng tầm độ 8 tháng. Trung bình một khóa học ở bên cô khoảng độ, nếu với tốc độ tuần 3 buổi là khoảng độ 2 tháng một khóa. Đó, thì với 4 khóa thì mình sẽ mất khoảng độ 8 tháng, đúng không? Thế còn đối với lớp buổi tối thì thông thường các bạn phải mất khoảng độ tầm 1 năm đó nhá. Bởi vì mình học chỉ với tần suất một tuần 2 buổi thôi. Đó, để đạt được HSK4 thì các bạn phải mất khoảng độ 1 năm đó. Thì bên cô sẽ đào tạo với cái lộ trình nó khá là từ từ và nó khá là bài bản, chứ nó không theo cái kiểu là cấp tốc được đó. Thế còn bạn nào mà thực sự là không có nhiều thời gian hoặc là muốn học cấp tốc thì các bạn có thể tham khảo bên các trung tâm khác, chứ ở chỗ cô thì cô không dạy những cái lớp cấp tốc và nhanh như thế. Thế còn đã đến với cô học là các bạn sẽ phải học theo một cái lộ trình bài bản, từ từ ngấm dần, và chúng ta sẽ làm sao đây ạ, gọi là trau dồi dần, chứ không có cái kiểu là nhanh chóng được nhá. Đấy, thì đấy là thứ hai về cái thời gian học. Thứ ba là về cái giáo trình học. Giáo trình học của bên cô thì đối với giai đoạn HSK1 và HSK2, hay cô thì cô không gọi là HSK, và đối với giai đoạn mới ban đầu ấy thì cô sẽ gọi cho chúng ta là giai đoạn sơ cấp 1 và sơ cấp 2. Thì ở trình độ sơ cấp 1 và sơ cấp 2 thì cô có tự biên soạn giáo trình dành riêng cho các bạn. Ở rất nhiều trung tâm thì hiện tại họ đang dạy giảng dạy theo cái bộ giáo trình Hán ngữ, đúng không ạ? Thì các bạn nào mà học xong Hán ngữ 1, Hán ngữ 2 mà muốn sang bên cô học H3, H4 thì vẫn hoàn toàn có thể học được nhá, không có vấn đề gì hết. Thế thì cô biên soạn cái này thì về cơ bản cũng sẽ dựa theo những cái gọi là cái lượng kiến thức của giáo trình Hán ngữ thôi. Tuy nhiên là ví dụ như là bây giờ mình sẽ cập nhật thêm những cái từ rất là hiện đại bây giờ. Giáo trình Hán ngữ nó là cái bộ giáo trình nó sử dụng hàng trăm năm nay rồi, mà nó hầu như nó ít có sự cải biên lắm. Thế nên là vựng ở trong đấy nó khá là cuốn, nó lâu rồi. Và thứ hai là tức là có rất là nhiều những cái đoạn hội thoại ấy, nó không mang tính ứng dụng trong đời sống nhiều. Nó sẽ kiểu như là trong trường học ấy, nó trong trường học rất là nhiều và học thuật rất là nhiều, nên là nhiều khi các bạn sẽ thấy là nó không ứng dụng nhiều trong cuộc sống. Thì vẫn là trên cái nền tảng kiến thức đấy thôi, thì cô đã tự biên soạn ra cái giáo trình sơ cấp 1 và sơ cấp 2 ở bên cô sẽ học riêng theo cái bộ giáo trình của cô đã tự biên soạn, với tất cả các chủ đề trong đời sống cơ bản nhất. Thì chỉ cần học xong hai cái khóa này thôi thì các bạn nếu mà chỉ muốn giao tiếp ở mức trong đời sống và cơ bản nhất thì hoàn toàn các bạn có thể giao tiếp được nhá. Đấy, thì đối là đối với giáo trình của sơ cấp 1, 2 là chúng ta sẽ học theo giáo trình riêng ở bên cô. Đó, thì chúng ta sẽ có những cái chủ đề, ví dụ như là sơ cấp 1 thì các bạn sẽ học một số các chủ đề rất là cơ bản, ví dụ như là giới thiệu bản thân này, mua sắm này, hay là ăn uống này, hay là ngày tháng năm thời gian này, đó, hoặc là chào hỏi này nhá. Sang sơ cấp 2 thì mình có thể học các chủ đề như là gì đây ạ?
thời tiết này, sức khỏe này, giờ giấc này, đúng không ạ? Giờ giấc này, hay là học các chủ đề như là về phương tiện đi lại này, rồi phương hướng chỉ đường này, đúng không? Rồi thì du lịch này nhá. Đó thì đấy là những cái chủ đề đời sống rất là cơ bản. Thì đối với giai đoạn sơ cấp 1 2 ấy, thì thông thường là cái giai đoạn mà người ta gọi là giai đoạn kiểu như là để tích lũy vốn từ vựng là chính thôi. Đấy, tích lũy vốn từ vựng là chính, tức là chúng ta muốn nói được thì các bạn phải có từ, đúng không ạ? Đó, thì phải có từ thì mình mới nói được. Thế cho nên là giai đoạn sơ cấp 1 2 chủ yếu là giai đoạn gọi là chúng ta tích lũy từ là chính, học về cách viết này, cách đọc này, cách nhớ, luyện cho các bạn cách nhớ mặt chữ này và những cái mẫu câu cơ bản nhất nhá. Thì giai đoạn sơ cấp 1 2 đấy thì chúng ta sẽ học như thế. Thế còn sau khi mà kết thúc sơ cấp 1, sơ cấp 2 rồi thì chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn cao hơn một chút, thì lúc này chúng ta sẽ đi học theo giáo trình HSK chuẩn quốc tế. Thì đối với HSK 3, các bạn sẽ có cái bộ giáo trình HSK 3 chuẩn quốc tế như thế này. Thì cái này không phải do cô soạn mà là do cái gọi là hệ thống Hanban của Trung Quốc ấy ạ. Người mà biên soạn ra cái cuộc thi HSK này, họ đã biên soạn ra cái bộ giáo trình này để nó sẽ rất là sát với cái việc mà chúng ta đi thi. Nếu bạn nào muốn thi chứng chỉ các thứ thì chúng ta chỉ cần ôn luyện theo cái bộ giáo trình này thôi thì là chúng ta hoàn toàn có thể thi được nhá. Đó thì bắt đầu sau khi học xong sơ cấp 1 2 thì ở bên cô thì các bạn sẽ bước sang cái giai đoạn tiếp theo, đó là học theo giáo trình HSK. Đó thì giáo trình HSK này là một giáo trình chuẩn quốc tế luôn nhá, chuẩn quốc tế luôn. Chúng ta chỉ cần học theo bộ giáo trình này thôi là các bạn hoàn toàn có thể thi được chứng chỉ bình thường, được chưa ạ? Đấy, mình sẽ học theo bộ giáo trình này nhá. HSK 3. Đó, thế sau đó là chúng ta sẽ học tiếp tục sang đến HSK 4. Đó, HSK 4 thì mình cũng sẽ học theo bộ giáo trình HSK chuẩn quốc tế. Thì HSK 4 nó sẽ có phân làm hai khóa nhỏ. Đó là khóa HSK 4 thượng và HSK 4 hạ. Đó thì mình cứ hiểu nôm na là đại loại là tổng HSK 4 nó sẽ có 20 bài. Với cái lượng kiến thức của 20 bài này thì nó sẽ chia làm hai khóa nhỏ, thì tùy vào nhu cầu của các bạn. Có những bạn có thể là các bạn chỉ cần học hết HSK 4 nó thượng thôi là các bạn hoàn toàn đã có thể thi được rồi, các bạn tự tin thi được rồi thì các bạn không cần phải học lên tiếp nữa. Nhưng những bạn nào vẫn muốn học để lấy kiến thức tiếp theo thì chúng ta hoàn toàn có thể học lên tiếp được. Vì cũng nói rồi, kiến thức là vô tận, không phải là học xong HSK 4 là xong, mà nghĩa đây là cái lộ trình gọi là cơ bản nhất để các bạn có thể nghe nói đọc viết được và là cái nền tảng để chúng ta trước khi chúng ta đi ra ngoài chúng ta học nâng cao hơn nữa, đúng không? Đó thì ít nhất là đến 2K4 đấy. Thế thì còn lộ trình cụ thể thì như lúc ban đầu cô đã nói với chúng ta rồi nhá. HSK thì nó có một cái hay, đó là các bạn sẽ được biết những cái chủ đề, tức là các bạn sẽ được kiểu nào học theo đối thoại trong đời sống này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái phần luyện nghe nói đọc viết rất là riêng nữa. Họ sẽ thiết kế những cái phần nghe nói đọc viết cực kỳ là riêng biệt luôn, thì chúng ta sẽ được luyện được cái khả năng nghe và khả năng nói rất là nhiều. Đấy thì mình sẽ học theo cái bộ giáo trình HSK như vậy nhá. Đó thế thì hy vọng là sau cái chia sẻ vừa rồi thì chúng ta cũng hiểu hơn qua về cái lộ trình học của bên cô này, ở cái giáo trình mà bên cô sẽ sử dụng như thế nào. Thế còn cụ thể về cái mức học phí thì các bạn sẽ vui lòng inbox cho cô. Ở bên cô thì sẽ là học khóa học nào thì chúng ta sẽ đóng tiền khóa học đấy, chứ cô không có cái theo kiểu là đóng liền một khóa, đóng liền một lúc là từ H1 đến H4 luôn. Bởi vì sao cô lại làm như vậy? Thứ nhất là giảm tải cái việc mà đóng tiền nhiều cho các bạn cùng một lúc như thế. Với thứ hai là cô đã dạy hàng nghìn bạn rồi. Ở đây thì chúng ta cô phải nói thật luôn là ở các lớp học ở trung tâm ấy thì chúng ta không có cái việc tuyển chọn chất lượng đầu vào, tức là không biết ai là người học được, ai là người không học được. Thế cho nên là chúng ta sẽ phải làm sao đây ạ? Không có cái gọi là khâu tuyển chọn đầu vào, khác với các bạn sinh viên học đại học nhé. Sinh viên học đại học là các bạn đã gọi là bước qua một kỳ thi tuyển rất là cam go rồi, đúng không ạ? Thì hầu hết là đầu vào đều là những bạn rất là chất lượng rồi đấy. Thế còn ở đây thì tức là các bạn đến từ các ngành nghề khác nhau, mọi lứa tuổi khác nhau, rồi cái trình độ nhận thức nó cũng khác nhau ấy ạ. Thế nên là ban đầu thì các cô cũng không thể nào biết được, bởi vì chúng ta cũng đều là con số không, không biết gì về tiếng Trung, nó không thể test được, đúng không ạ? Không thể test được là đầu vào cho các bạn với những bạn từ con số không như thế, và cũng không biết là bạn nào có khả năng học được, bạn nào không có khả năng học được. Thế cho nên là cô sẽ không cho phép các bạn đăng ký liền một lúc nhiệt nhiều quá, bởi vì có rất nhiều bạn khi học rồi mới thấy là mình, thứ nhất là mình không có khả năng học, thứ hai là có thể là biết đâu là mình học xong khóa 1 thôi nhưng mà đến khóa 2 mình bắt đầu lại làm sao ạ, có cái công việc đó mình không thể theo tiếp được. Tóm lại là vô vàn lý do để các bạn có thể bỏ ngang giữa chừng. Đó, thế cho nên là mình cứ học khóa nào mình đóng phí khóa đấy thôi nhá, cho nó cả gọi là dễ cả cho cả cô và trò luôn. Có những bạn là cứ đóng liền nhiều khóa xong rồi lúc các bạn không học được nữa lại phải mất công cô đi trả lại học phí cho các bạn, hoặc là rất là mệt, nói chung là nó sẽ rất là phức tạp. Đó thì mình cứ học khóa nào mình đóng tiền khóa đấy. Thì nhiều bạn tại sao cứ thích đóng liền nhiều khóa, bởi vì ở một số trung tâm thì họ hay có cái kiểu sale, đúng không? Họ có phương án sale là bạn nào đóng liền nhiều khóa thì sẽ giảm cho các bạn từng này học phí, đúng không? Đó thì ở bên cô thì cũng không làm như thế, cứ học khóa nào đóng tiền khóa đấy thôi. Tuy nhiên sẽ có một cái chế độ, đó là sau mỗi một khóa học chúng ta sẽ đều có bài test nhé. Hầu hết là mỗi khóa học sẽ có hai bài test giữa kỳ và bài test cuối kỳ. Đó thì cái mục đích của bài test này để làm gì? Thứ nhất là để đánh giá lại cái quá trình học của chúng ta, của cả cô và trò, xem là chúng ta dạy có chất lượng hay không. Thứ hai là nếu như bạn nào mà có những cái điểm tốt, ví dụ từ điểm 8 đến điểm 10 trở lên, thì thông thường là cô sẽ đều có cái
cái gọi là giảm, cô hay trêu các bạn là cô sẽ tặng các bạn voucher đấy. Đấy thì ví dụ các bạn sẽ được giảm học phí tùy vào cái mức điểm các bạn đạt được, sẽ thường được giảm từ 100.000, 200.000 cho đến 300.000 tùy vào mức điểm tốt mà các bạn đạt được đấy. Thế thì thay vì cái việc mà chúng ta đóng liền nhiều khóa để được giảm học phí thì các bạn sẽ phải cố gắng học tập thật tốt để mình lấy được cái tiền giảm giá đấy của cô, đúng chưa ạ? Đấy thì phần thưởng chỉ dành cho những bạn xứng đáng thôi, chứ không phải là chúng ta cứ đóng liền nhiều khóa là chúng ta sẽ được giảm giá nhá. Đấy, còn rất nhiều bạn nhá, đóng liền nhiều khóa rồi sau đến lúc đi học rồi đúng không, hầu hết các trung tâm khác họ sẽ không trả lại tiền các bạn đâu. Khi các bạn đã đọc, có những bạn là gì học rồi mới thấy là mình không thể theo được. Thế thì trong trường hợp mình không thể theo được rồi thì bây giờ phải làm nào? Các bạn lại phải đi tìm người khác để bắt khóa học này, đúng không? Rất nhiều trường hợp như thế rồi. Hay là lúc đấy là không thì thôi, bỏ thì thương mà vương thì tội, đi học tiếp thì không theo được, mà có học tiếp thì cũng có hiểu gì đâu, không theo được nữa thì học thế nào được nữa. Thế là thôi, đành phải mất với một cái số tiền rất là lớn như thế. Có thể là ban đầu các bạn tưởng được giảm 500.000, 700.000 là rất là rẻ đúng không? Nhưng đến lúc các bạn đóng khoảng gần 10 triệu vào đấy rồi. Thế xong đến lúc là gì ạ? Không lấy ra được nữa. Thế là thành là gì ạ? Các bạn thành mất rất là nhiều. Đó nên là mình cứ bình tĩnh mình học thôi, học khóa nào đóng khóa đó, và ở bên cô là cứ cuối khóa các bạn test mà được điểm tốt thì cô sẽ giảm giá cho các bạn ở các khóa học tiếp theo đó nhá. Thì để chúng ta lấy một cái động lực chúng ta phấn đấu, được chưa ạ? Rồi thì trên đây là tất cả những cái chia sẻ mà cô đã gọi là muốn chia sẻ với chúng ta trước khi mà các bạn đăng ký khóa học ở tại bên cô, được chưa? Đó, thế còn cụ thể nội dung chương trình học như thế nào thì chúng ta phải vào học chúng ta mới biết được. Và rất là cảm ơn các bạn đã bỏ ra một chút thời gian để mình có thể ngồi lắng nghe cô chia sẻ về những cái lộ trình cũng như là những cái giáo trình và cái thời gian học ở bên cô như thế nào. Xin chào bà Hina, rất là mong có đủ duyên để có thể được gặp các bạn, và chúng ta sẽ trở thành các bạn đến đây để chúng ta cùng chia sẻ với nhau kiến thức về tiếng Trung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Chào chào.